trong những năm trở lại đây, có nhiều câu lạc bộ Honda 67 được thành lập trải dài từ Bắc vào Nam. Đây không chỉ là nơi hội tụ những người có niềm đam mê vô tận, mà còn là nơi cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những am hiểu về dòng xe. Honda 67, chiếc xe vang bóng một thời, câu chuyện sẽ có trong Xe và Gia Đình hôm nay. Trần Nam rất vui khi được gặp lại quý vị trong Giờ Gia Đình, chuyên mục Xe và Gia Đình phát sóng lúc 18:45 tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình quốc gia VTV8. Và chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một loại xe hai bánh cổ đã một thời vang bóng, và đó chính là chiếc xe Honda 67. Nhưng trước hết, xin mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin mới nhất về những chiếc xe nhé. Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành dự thảo đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin, với đánh giá giảm một nửa là phù hợp, trong khi nếu miễn lệ phí trước bạ trong 5 năm sẽ hụt thu ngân sách. Theo quy định của luật ngân sách nhà nước, lệ phí trước bạ là khoản thu, nguồn thu 100% ngân sách địa phương. Theo tính toán của Bộ, nếu giảm lệ phí trước bạ với xe điện chạy pin, phí trước bạ của các loại xe chạy xăng, dầu cũng giảm theo, do người mua có xu hướng chuyển sang xe được ưu đãi lệ phí. Trong khi thu lệ phí trước bạ của xe điện chỉ bằng 50% tổng thu từ các dòng xe khác. Diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 tại các tỉnh thành phố lớn khiến hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, taxi công nghệ tại Việt Nam gần như đóng băng. Nhu cầu mua ô tô sedan hạng B theo đó cũng giảm đáng kể. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, tháng 7 vừa qua là tháng có lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng B thấp nhất. Từ tháng 8/2021, phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam còn có sự trở lại của Nissan Sunny với tên gọi mới Nissan Almera. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, lượng tiêu thụ sedan hạng B trong tháng tới khó có thể cải thiện khi đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Skyfera Concept, mẫu xe điện được thiết kế 2 chỗ với chiều dài cơ sở có thể thay đổi từ dòng Grand Tourer thành xe thể thao chỉ với một nút bấm, mang hơi hướng thiết kế tương lai của Audi với tính năng lái tự động và trở thành thiết bị trải nghiệm theo cách gọi của hãng xe Đức. Bản Concept trang bị một động cơ điện đặt ở trục sau, công suất 624 mã lực, mô men xoắn 750 Nm. Sức mạnh truyền tới bánh sau cho phép xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 4 giây. Gói pin dung lượng từ 80 kWh cho phạm vi hoạt động từ 500 km. Mẫu Concept tạo ra trong studio thiết kế của Audi ở Malibu của Mỹ. Kích thước, đặc điểm và cửa bản lề phía sau lấy cảm hứng từ chiếc Roadster Hatch 853 những năm 1930. Trong tháng 7, hầu hết các hãng có doanh số đi xuống, tuy nhiên VinFast lại tăng trưởng với số bán 3.782 xe, tăng 14,7% so với tháng 6, 10% so với cùng kỳ 2020. Trong đó, doanh số chủ đạo từ mẫu Padin với 2.928 xe dẫn đầu thị trường và gấp hơn 2 lần số bán của mẫu xếp sau là Vios với 1.344 xe. Đây là lần đầu tiên kể từ khi góp mặt tại thị trường Việt Nam, VinFast vươn lên dẫn đầu trong một tháng. Padin đóng góp tới 77,4% doanh số, hai mẫu Lux chiếm 22,6%. Ngoài những điểm mạnh về vận hành, trang bị đủ dùng, Padin thường xuyên có ưu đãi sâu, thậm chí dành riêng cho một vài thị trường. MG5 là một mẫu xe ô tô hoàn toàn mới đã được ra mắt tại Thái Lan cách đây hơn một tháng. Hiện nay, mẫu xe này đang được phân phối tại Thái Lan dưới 3 phiên bản lần lượt là C, D và X, với giá bán lần lượt là 559.000 bạc đến 689.000 bạc, tương đương với 383 đến 472 triệu đồng Việt Nam. Theo kinh nghiệm mua bán xe, nếu bán tại Việt Nam ở mức giá hơn 500 triệu đồng, MG5 có rất nhiều lợi thế hút khách hàng, vì trong tầm giá này không có mẫu xe nào có không gian rộng rãi và trang bị tốt như thế. Bên cạnh đó, đây còn là lựa chọn tốt cho các tài xế chạy dịch vụ hoặc những người muốn mua xe tự động giá rẻ. Hơn nửa thế kỷ trước khi xuất hiện tại Việt Nam thì xe Honda 67 đã tạo nên một sức hấp dẫn kỳ lạ. Và đến tận bây giờ thì sức hấp dẫn đó vẫn không hề thay đổi. Mặc dù ngày nay là Honda đã cho ra đời rất là nhiều dòng xe mới, tân tiến và hiện đại hơn, nhưng đối với nhiều người, họ vẫn rất thích sử dụng chiếc xe Honda 67 bởi những giá trị ban đầu mà nó mang lại. Honda 67 mà người Việt Nam quen gọi có tên đầy đủ là Honda Bentley 50. Chiếc xe này được thiết kế, chế tạo vào đầu thập niên 60 của thế kỷ 20 và du nhập vào Việt Nam vào năm 1967, nên nó đã mang luôn tên là Honda 67. Mặc dù ngày nay có nhiều loại xe gắn máy hiện đại hơn, nhưng một số người vẫn sử dụng xe Honda 67 để đi lại.
Dòng xe này thì mình đã gắn bó với hãng từ nhỏ, là để lớn lên thì đi làm thì có điều kiện thì mình cũng tìm về ký ức, thì cũng siêu tầm lại cái dòng xe này để đi. Và khi đi thì mình thấy là nó lại mê, cho nên là còn sưu tập thêm. Trong số các đời xe Honda cổ thì dòng xe Honda 67 vẫn được sử dụng đến hôm nay là do được thiết kế khung sườn gọn nhẹ, phụ tùng máy móc đơn giản, ít tiêu hao nhiên liệu. Hình dáng của xe Honda 67 rất nam tính, khỏe khoắn và hợp với vóc dáng của người châu Á. Đây cũng được cho là mẫu xe dễ dàng tìm mua và thay thế linh kiện khi gặp sự cố hư hỏng. Riêng mình đi cái dòng xe này thì là nó là một cái dòng xe côn tay, mà khi mình đi thì nó rất là nam tính. Mà mình điều khiển cái dòng xe này á, thì những cái dòng xe khác mình điều khiển rất là dễ dàng. Và khi mà mình đã đam mê thì những cái dòng xe này, những cái phụ tùng mình cũng phải là khi đam mê mình rất là thích. Hiện nay, hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đều có các câu lạc bộ Honda 67. Tại thành phố Đà Nẵng, câu lạc bộ Honda 67 được thành lập từ năm 2008 với hơn 100 hội viên. Câu lạc bộ là nơi để các thành viên gặp gỡ, chia sẻ niềm đam mê với dòng xe Honda 67. Đối với nhiều người, dành thời gian cho những chiếc xe máy cổ không chỉ vì yêu thích mà bởi nó ẩn chứa trong đó những kỷ niệm về cuộc sống. Nên cái xe 67 có một kỷ niệm. Hồi xưa là ông già ông cũng có chiếc xe 67. Là hồi xưa ở trên quê là có một hai chiếc thôi. Thì ông già ông cũng hay chở đau, chở ốm, chở rồi nọ thứ. Rồi mình cũng bắt đầu từ đó là mình thấy thích dần trong cái thời gian lớn lên. Và cũng cho đến bây giờ thì cũng rất thích là cái dòng xe 67. Xe 67 này nó rất đam mê. Đó, do vậy nên anh em là ai cũng mê hết. Nỗi mê mức độ mà cái gì có chữ 67 là mua. Chẳng hạn như cái mẫu 67. Đó, họ. Do vậy là anh em từng con ốc, từng chi tiết kia đó, anh em cũng đem về gom lại để dựng lên một con xe để chơi. Không chỉ tìm thấy tiếng nói chung với chiếc xe vàng bóng một thời Honda 67, khi tham gia vào các hội, nhóm xe máy cổ, các thành viên còn có dịp cùng lan tỏa tấm lòng thiện nguyện của mình ra cộng đồng. Với những chuyến đi từ thiện định kỳ ở vùng sâu, vùng xa, vừa giúp các thành viên rong ruổi trên các tuyến đường với chiếc xe Honda 67, vừa tạo cơ hội để gắn kết đam mê với nhau hơn thông qua những hành động chung tay vì cộng đồng. Quý vị thân mến, hiện tại thì Trần Nam đang có mặt tại nhà anh Thành, là chủ nhân của chiếc xe Honda được đánh giá là có giá trị cao nhất và đẹp nhất trong câu lạc bộ xe Honda 67. Xin chào anh Thành. Anh Thành thân mến, anh có thể chia sẻ cho mọi người biết là lý do vì sao mà anh lại dành cái tình yêu dành cho xe Honda 67 nhiều như vậy không ạ? Tại vì cái ký ức của mình với cái xe Honda 67 này nó nối liền với mình hồi lúc 15 tuổi. Hồi đó nhà ông già cũng có một chiếc như vậy. Đi học ba thường đón bằng cái xe 67 này. Cho nên là mình mê cái xe 67 này là hồi 15 tuổi. Dạ, em được biết thì cái chiếc xe này có giá trị cao tương đương với một chiếc xe ô tô tân tiến bây giờ. Vậy thì cái chiếc xe này nó có gì đặc biệt so với những chiếc xe Honda 67 khác mà lại có giá trị cao như vậy không ạ? Mình cũng nói thiệt, cái xe này là cái xe Honda 67 mà nó là đầu của xe 67, là nó đầu 13. Cho nên là cái xe này nó riêng nguyên bản 100%, không lai một cái gì hết. Đầu 13 có nghĩa là sao ạ? Đầu 13 là có một chiếc 66 nữa, hết chiếc 66 nó mới tới 67. Là cái số sườn nó đóng 13 đầu của em kìa. Là đầu 13. Đó là một trong những chiếc xe đầu đời, đầu tiên 67 đầu đời của xe 67. Quý vị có thể thấy là chiếc xe này đã có tuổi đời gần 60 năm nhưng mà nó vẫn còn y như mới ạ. Vậy thì em hỏi là anh có hay thường xuyên sử dụng chiếc xe này để đi ra ngoài đường hay dạo phố không ạ? Cái này ít lắm em, cái này là để ở nhà trưng bày cho nó đẹp thôi, chứ còn chạy thì nó rất là yếu, 50 thôi. Lâu lâu anh em thân mật lắm, dắt đi uống cà phê rồi chơi cho vui. Xin được cảm ơn anh Thành đã có những chia sẻ hết sức thú vị về chiếc xe Honda 67 này. Và xin chúc anh sẽ luôn luôn mạnh khỏe để có thể tiếp tục được cái niềm đam mê với chiếc xe Honda 67 của mình. Và quý vị thân mến, và chúng ta đã vừa tìm hiểu xong một chiếc xe được bình chọn là đẹp nhất và có giá trị cao nhất trong câu lạc bộ xe Honda 67 ở Đà Nẵng. Quý vị thân mến, Honda 67 tuy chỉ là một chiếc xe tay côn phân khối thấp nhưng với vẻ đẹp và giá trị bền vững với thời gian mà ngày nay thì chúng ta vẫn thấy những chiếc xe Honda 67 chạy bon bon trên đường. Và hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có những thông tin thú vị về chiếc xe Honda 67 này. Đến đây thì chương trình Xe và Gia đình cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi vào lúc 18:45 tối thứ ba hàng tuần trên kênh Truyền hình Quốc gia VTV8 quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào.